Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 388 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ, 12 tiên luân ngã xuống biển, biến thành 12 thế giới hồng mông lồng lộng. Hồng đạo nhân, Băng Liên Thánh Mẫu đứng trong 12 thiên luân. Hồng đạo nhân quát lớn, thân thể thay đổi, lộ ra chân thân. Trong thế giới hồng mông, một thần nhân đỉnh thiên lập địa đứng ở trong đó. Hồng mông thương mang quanh thân, mây mù lượn lờ. Các đầu phượng hiện lên. 8 đầu phượng ngửa đầu hú dài. Đầu chính giữa là đầu người, khuôn mặt kiên cường. Sau lưng có lông phượng phấp phới. Hai chân của Hồng Đạo Nhân bấu chặt mặt đất, một đuôi vuốt chim chân phượng. Hồng Đạo Nhân như tồn tại khai thiên tích địa vậy, quanh thân bao phủ hồng mông thương mang, liên tục thay đổi. Trong hồng mông thường có thế giới mới khai sáng, lộ ra các loại tiên thiên đạo cảnh. Khói xanh trên đầu Hồng Đạo Nhân chính là hồng mông tam thánh. Đây là hồng mông tiên thiên mà Thanh Liên Tiên Tôn khai sáng ra sao? Thần dị đạo tôn thương Hồng Đạo Nhân cùng lao lên. Chín cái đầu của Hồng Đạo Nhân hét lớn, đại khai đại hợp, ứng chiến với hai đạo tôn. Miệng Hồng Đạo Nhân phát ra tiếng gầm như sấm, cơ thể dữ tợn đáng sợ, đánh nhau chảy sụp đất nứt. Ta và Thanh Liên Tiên Tôn đi con đường khác nhau. Thanh Liên Tiên Tôn không dạy Hồng Mông Tiên Thiên cho ta, là ta tự mình lĩnh ngộ ra. Ta tăng thêm 12 loại biến đổi tiên thiên đạo cảnh trong đó, mong hai vị đạo hữu chỉ giáo cho. Ba đạo tôn đại chiến. Hồng mông tam thánh trên đầu Hồng Đạo Nhân lộ ra các kiểu thần dị, chuyển động trên đầu gã như cưỡi ngựa, liên tục vận chuyển bàn cổ thập nhị thiên luân công kích thần dị đạo tôn, thương Hồng Đạo Tôn. Đại trận thần mẫu đạo quân hình thành, không gian trận pháp này bỗng chốc sụp đổ, không chịu nổi lực công kích của ba đạo tôn. Tuy cơ thể thần mẫu đạo quân được Tịch Diệt đạo nhân tế luyện rất gần với đẳng cấp tiên thiên chí bảo, nhưng nó dù gì cũng không phải tiên thiên chí bảo thật. Sức chiến đấu của Hồng Đạo Nhân rất hiếm có bên trong đạo tôn. Gã là đạo tổ thời đại tiên đạo, đương nhiên cũng có chỗ hơn người. Thần dị đạo tôn thương Hồng Đạo Nhân là đạo tôn vô cùng cổ xưa. Ba người đánh nhau, tuy không thể phá hủy cơ thể thần mẫu đạo quân, thế nhưng đại trận trong người thần mẫu cũng không chịu nổi. Các không gian trận pháp tan vỡ, nhiều không gian trận pháp bị sức chiến đấu của Hồng Đạo Nhân, thần dị đạo tôn thương Hồng Đạo Nhân trùng kích tan rã. Đại trận bị phá tan thành 2%. Trong đại trận có khá nhiều cường giả Vân Liên Tiên Triều gặp nạn, đối diện với kình địch công kích, giờ trận pháp tan vỡ, bọn họ cuống cuồng bỏ chạy. Trận chiến này Băng Liên Thánh Mẫu không đánh cận chiến được, chỉ có thể nhờ vào bàn cổ thập nhị thiên luân không ngừng đi trong các vũ trụ hồng mông, vận chuyển tiên thiên giao cầm, quấy rối thần dị cùng thương Hồng Đạo Nhân. May mắn có bàn cổ thập nhị thiên luân, thần dị đạo tôn thương Hồng Đạo Nhân muốn lấy mạng Băng Liên Thánh Mẫu cũng rất khó. Sâu trong trận pháp đột nhiên truyền ra chấn động dữ dội, đại trận cơ thể thần mẫu đạo quân lại bị chấn vỡ. Hàng chuông lơ lửng trên đầu vạn chú đạo quân chung dung leng keng không dứt, chấn vỡ không gian đại trận. Ở một bên khác lại có chiến trường chấn động, Kế Đô Ma Đế và một đạo tôn đại chiến. Gã lấy ra Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát đạo đồ, 3000 thanh kiếm giết chóc, đâm đạo tôn thủng lỗ chỗ, máu tuôn như suối. Ở nơi khác trong đại trận nổ tung, lộ ra biển máu vô biên. Quân đạo nhân đứng trên biển máu, cầm Hỗn Nguyên Thiên Tán. Trong biển máu có thân thể to lớn không gì sánh bằng, lúc ẩn lúc hiện, thường từ trong biển máu công kích bất ngờ. Quân đạo nhân chỉ đỡ đòn chứ không công kích. Có vài chỗ trong đại trận nổ tung, Vân Liên Nữ Đế rơi vào sen ngũ sắc, chiến đấu trở long đất lở với Tịch Diệt đạo tôn tiền sử. Các góc đại trận tan rã, toàn là chiến đấu đẳng cấp đạo tôn bùng phát, làm đại trận nứt ra. 16 đạo tôn thiên môn xuất hiện, Bỉ Ngạn Nương Nương, Tịch Cứng Tình, Thánh Ma Tiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu, Định Quang, Nguyệt Bột, khởi động tiên thiên linh bảo mình có từ Đại La Thiên phá mở không gian trận pháp. Nhưng bọn họ chỉ phá ngoài cùng đại trận, không ai xông vào bên trong đại trận cơ thể thần mẫu đạo quân được.
thường có một tiên thiên linh bảo hóa thành linh quang bay khỏi trận pháp lao hướng Đại La Thiên, chính là đạo quân chết đi trong trận pháp này. Bên ngoài đại trận, trong cực vực vân lên tiên triều rộng lớn mênh mông, có các linh quang bay hướng Đại La Thiên. Đó là Càn Khôn lão tổ dẫn dắt đại quân bao vây tiễu trừ tịch diệt thú và người chăn nuôi. Có tiên quân thiên quân chết dưới đòn công kích của tịch diệt cự thú và người chăn nuôi. Trong đại quân tịch diệt có nhiều thiên quân, tiên quân đếm không xuể, cường giả đông đúc, sơ sẩy một cái là sẽ bị xé nát, thân chết đạo tiêu. May mắn có Càn Khôn lão tổ, thiên nhãn tiên quân điều độ, đại quân tịch diệt cự thú cùng người chăn nuôi bị ngăn chặn, không thể tiến vào lãnh địa sâu hơn được. Các tịch diệt cự thú không sinh sôi được. Càn Khôn lão tổ ở bên cạnh thiên nhãn thiên quân, đứng trên thiên đài, lơ lửng trong không trung chiến trường, điều khiển toàn cục. Phe Đại La Thiên có nhiều cao thủ chết trận, thế nhưng không làm tinh thần Càn Khôn lão tổ dao động mảy may. Đột nhiên trong loạn quân bên dưới, có một thân hình khổng lồ cực kỳ khủng bố, phóng lên cao, lao hướng Càn Khôn lão tổ, là một tịch diệt đạo nhân núp trong đại quân tịch diệt. Ta là Phượng Thiên Đạo Quân, thời đại nguyên diệt, xin chào Tiềm Long quân sư. Tử khí đậm đặc che cả người tịch diệt đạo quân này, khuôn mặt khổng lồ hơn cả thiên đài, nhìn Càn Khôn lão tổ chằm chằm. Phượng Thiên Đạo Quân thò tay vào thiên đài chộp Càn Khôn lão tổ và thiên nhãn thiên quân. Phượng Thiên Đạo Quân nói: Đạo tạng đạo hữu biết Tiềm Long giỏi hành quân đánh nhau, rất chú trọng Tiềm Long đạo hữu nên ra lệnh cho ta giết ngươi. Đạo hữu đắc tội rồi. Càn Khôn lão tổ mặt không đổi sắc quát lớn: Ta chờ ngươi đã lâu rồi, Vũ Uyên, nhi tử của ta ở đâu? Trong không trung dao động, nhi tử của Càn Khôn lão tổ và Bỉ Ngạn Nương Nương, Vũ Uyên đạo quân xuất hiện, khí thế đè sụp thiên địa. Vũ Uyên đạo quân quát lớn: Có hài nhi ở đây, hay chém Phượng Thiên đạo quân cho ta. Hiện giờ nguyên dục thái cực đồ mặc dù không phải tiên thiên chí bảo, thế nhưng không thua gì thần khí tạo hóa như thần mẫu đạo quân. Miễn nguyên dục thái cực đồ vào được trung tâm đại trận cơ thể thần mẫu, thì dù không thể đánh nát thần mẫu cũng có thể chấn áp nó, khiến thần mẫu không tiếp tục sinh chứng thịt được nữa. Lúc này đột nhiên vạn vật đạo tổ dừng bước lại, thái cực đồ lơ lửng. Vạn vật đạo tổ nhìn đằng trước, thấy Thái La đạo quân đứng sừng sững, vị đạo quân đầu tiên chứng đạo trong thời đại nguyên đạo xuất hiện ngay trước mặt vạn vật đạo tổ. Nếu không có Đế Giang Công Giã Cản xuất hiện thì Thái La đạo quân đã là đạo chủ thời đại nguyên đạo. Đế Giang Công Giã Cản cướp đi ánh sáng của Thái La đạo quân, nhưng gã vẫn rất lợi hại, là người sáng lập vô nhân cấm khu sừng sững trong các thời đại. Vô nhân cấm khu và đạo quân điện cùng là xuyên suốt dòng thời gian, trải qua hàng ước vạn năm mà không giảm, chỉ đến thời đại tiên đạo mới hoàn toàn biến mất. Thái La đạo quân là người khai sáng vô nhân cấm khu, đương nhiên không tầm thường, có thể tưởng tượng thực lực của gã mạnh cỡ nào. Thái La đạo quân nhìn vạn vật đạo tổ cảm thán rằng: Hai chúng ta đều sinh không đúng thời, bị tồn tại nghịch thiên che giấu ánh sáng chúng ta nên có. Đế Giang Công Giã Thiên Tôn cũng vậy, bọn họ thật kinh diễm, ánh sáng chiếu rọi đến tương lai. Nhưng chắc đạo hữu sẽ không vì điều này mà coi thường ta phải không? Sát khí quanh thân vạn vật đạo tổ càng lúc càng nặng, hắn bình tĩnh nói: Sao có thể? Đạo quân đầu tiên chứng đạo trong thời đại thần thánh như nguyên đạo, nói sao cũng không phải là loại tài trí bình thường rồi. Đạo huynh khiến ta khâm phục, vì trước thời đại nguyên đạo không có thời đại nào không có thần thông đại đạo để lại. Đạo hữu có thể trong không sinh có, lĩnh ngộ ra đại đạo, tham ngộ một con đường chứng đạo quân, vô số năm tháng đời sau các thời đại nhận ân huệ của đạo hữu đấy. Tồn tại như thế tuy danh tiếng không bằng hai đại điện chủ sáng tạo ra đại quân điện, thế nhưng cũng rất lợi hại. Thái La đạo quân gật đầu nói: Có thể nhập thế chín kiếp, không vào đạo quân điện, không vào vô nhân cấm khu, vẫn sống tiếp đến kiếp thứ 10 đại thành cũng rất lợi hại. Người có trọng báo, nếu ta đánh nhau tay không thì trong vòng 3 chiêu sẽ bị người giết đi, nên ta đành nhờ uy thế của thần mẫu vậy. Âm. Chấn động dữ dội phát ra từ sau lưng Thái La đạo quân. Một khuôn mặt nữ nhân siêu khổng lồ hiện ra sau lưng Thái La đạo quân, thân thể trần trụi, tóc bay trước mắt, là nửa người trên của thần mẫu đạo quân. Hai cái càng to sáng choang, một trái một phải, cái đuôi đen nhánh như sắt thép hiện ra, móc câu ngực đầy chất độc,
đó là tịch diệt linh quang biến thành kịch độc. Các đạo quân bình thường bị chích một cái là chết ngay, đạo quả và thân thể sẽ hóa thành nước mù. Vạn vật đạo tổ biểu tình trầm trọng, phất tay một cái, một tòa môn hộ đột nhiên xuất hiện. Vạn vật đạo tổ nói: Giang môn chủ thiên môn, để ta chặn hắn, còn thu được thần mẫu hay không thì phải xem môn chủ rồi. Môn hộ này tên là thiên môn, là một loại tiên thiên linh bảo. Cánh cửa đột nhiên mở ra, một đóa khánh vân bay ra ngoài, nâng một nữ đạo quân lên. Giang Tuyết Tình nhảy xuống khánh vân, khom người nói: Xin nhờ Nguyên Dục đạo huynh. Thiên môn bay lên, rơi vào lòng bàn tay Giang Tuyết Tình, một tay khác túm đuôi khánh vân, đi vòng qua Thái La đạo quân, tới gần thần mẫu đạo quân. Giang Tuyết Tình leo lên lưng thần mẫu. Thái La đạo quân không ngăn cản mà cười nói: Đạo hữu thật giỏi, mai phục môn chủ thiên môn, nhưng ta cũng có đề phòng, luôn chờ môn chủ thiên môn đến đấy. Giang Tuyết Tình giật mình, trước mắt sương mù dày đặc, loáng thoáng thấy bóng người đứng đó. Đạo chủ thời đại nguyên khởi, Thiên Dụ đạo tôn, xin chào môn chủ thiên môn. Bóng người kia cũng dần rõ ràng hơn, là một đạo tôn biểu tình vô cùng uy nghiêm. Sao? Thiên Dụ đạo tôn sao? Giang Tuyết Tình tò mò hỏi: Nếu ngươi đã trở thành đạo tôn thì tại sao không vào đạo quân điện mà lại đi vô nhân cấm khu vậy? Với bản lĩnh của đạo tôn chắc không khó để vào đạo quân điện. Tịch diệt ma khí bao phủ toàn thân Thiên Dụ đạo tôn, hắn nghiêm nghị đáp: Trước khi kiếp số thời đại nguyên khởi đến, hai đại điện chủ sáng tạo đạo quân điện có mời ta vào. Ta có sống trong đạo quân điện một đoạn thời gian. Sau này tịch diệt kiếp bộc phát ra, ta lại ra khỏi đạo quân điện, cùng bị giết với thời đại của mình. Không ngờ là ta có thể sống tiếp trong vô nhân cấm khu đến cuối thời kỳ thời đại thú đạo. Tịch diệt đạo nhân phát cuồng giết vào cấm khu, ta đánh thua bị hắn thu vào tịch diệt ma chống kia. Môn chủ thiên môn, bây giờ người của môn chủ đều bị ngăn lại, môn chủ cũng bị ta ngăn cản, các ngươi không có phần thắng nào đâu. Chưa chắc đâu. Giang Tuyết Tình thổi một cái, các loại pháp bảo bay ra khỏi khánh vân bay đầy trời. La Thiên Khánh Vân vốn là một trong 10 chí bảo tiên đạo, bị Giang Tuyết Tình tế luyện đến đẳng cấp linh bảo, uy lực mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Chuông nhỏ, đỉnh nhỏ, tháp nhỏ, rồng nhỏ, các pháp bảo rào rào bay hướng Thiên Dụ đạo tôn. Thiên Dụ đạo tôn phất tay một cái, đánh bay các pháp bảo, hắn lạnh nhạt nói: Môn chủ thiên môn, ngươi dùng chiêu này đối phó với người khác còn được, với ta thì thiếu chút lửa rồi. Đóa khánh vân này không phải báu vật thành đạo của môn chủ, xin hãy lấy báu vật thành đạo của mình ra đi. Biểu tình của Giang Tuyết Tình trầm trọng, quát lớn. Thiên môn bay lên trên tay, càng lúc càng to, biến thành cánh cửa đỉnh thiên lập địa đứng trong đại trận. Giang Tuyết Tình xoay người vào thiên môn nói: Đạo hữu, mời vào cửa đấu một trận vậy. Thiên Dụ đạo tôn ung dung không sợ đi qua cánh cửa nói: Trên người đạo hữu chứa tất cả đại đạo của vô nhân cấm khu lắng động từ xưa đến nay, chắc là đạo quân cấm khu đời sau chọn ngươi làm chủ cấm khu đời kế tiếp. Ta rất muốn xem thử xem trình độ thủ đoạn của chủ vô nhân cấm khu tương lai nào. Trong đại trận cơ thể thần mẫu đạo quân không có đạo quân nào rảnh rỗi, mỗi người bị tịch diệt đạo quân ngăn lại, dù có người giết được đối thủ cũng sẽ bị đại trận thần mẫu đạo quân ngăn lại. Ví dụ Tịch Cứng Tình, tuy nhờ tiên thiên mộng kính đưa đối thủ vào giấc ngủ giết chết, thế nhưng đại trận thần mẫu đạo quân tự động biến đổi, làm cho Tịch Cứng Tình đi đâu cũng rơi vào đại trận, không thể tiến sâu vào trung tâm đại trận được. Hai phe đều tử thương, số lượng đạo quân cơ bản cân bằng, tính ra thì bên Vân Liên Nữ Đế có nhiều đạo quân hơn, nhưng có đại trận thần mẫu đạo quân, ưu thế về số lượng không còn, nhóm Vân Liên Nữ Đế bị nhốt trong đại trận không thoát ra được. Dưới tay Tịch Diệt đạo nhân có thể đối kháng với cường giả phe Thanh Liên Tiên Tôn, phe Vô Cực Thiên Tôn thời gian dài, càng lúc càng lớn mạnh, tất nhiên không phải nhờ vào may mắn. Vân Liên Nữ Đế thầm sốt ruột: Nếu đại trận này mãi mà không phá được, chẳng phải chúng ta sẽ bị ngăn lại tại đây hay sao? Đột nhiên thiên địa chấn động, sâu trong thời không lại một đợt sóng tịch diệt kiếp tiền sử ập vào thời đại tiên đạo. Sóng kiếp thời đại hồng đạo đã đến thời đại tiên đạo. Vọng Đế đạo tôn trong thiên môn là cường giả thời đại cự linh. Sóng kiếp thời đại cự linh đến, bên cạnh Vọng Đế đạo tôn liền dâng lên tịch diệt kiếp vô tận. Vọng Đế đạo tôn vội lấy ra tiên thiên linh bảo có từ Đại La Thiên
chấn áp sóng kiếp này. Không ngờ Tịch Diệt đạo quân đánh nhau với Vọng Đế đạo tôn, bỗng chốc thực lực tăng vọt, thêm vào một phần thực lực của Vọng Đế đạo tôn dùng để vận chuyển Tiên Thiên Linh Bảo chấn áp sóng kiếp, bị Tịch Diệt đạo quân bắt giữ, cơ hội chiếm mất tiên cơ. Mấy hiệp sau, Vọng Đế đạo tôn đã không đỡ nổi. Vọng Đế đạo tôn cười to nói: "Các vị đạo hữu, ta đi trước đây." Vọng Đế đạo tôn đột nhiên thả Tiên Thiên Linh Bảo chấn áp sóng kiếp ra, mặc cho sóng kiếp bao phủ mình. Vọng Đế đạo tôn dốc sức thúc giục Tiên Thiên Linh Bảo lao hướng Tịch Diệt đạo quân. Cơ thể Vọng Đế đạo tôn bị sóng kiếp quấn quanh dần tan rã, thế nhưng Tiên Thiên Linh Bảo phát ra ánh sáng trước giờ chưa từng có. Ầm ầm ầm. Đại trận Thần Mẫu đạo quân chấn động mãnh liệt, Tiên Thiên Linh Bảo biến thành linh quang bay ra đại trận hướng tới Nguyên Thủy Đại La Thiên. Bên trong vũ trụ ma giới, Vọng Đế đạo tôn đứng trong sóng kiếp, cơ thể và đạo quả tan vỡ, bị tai kiếp hòa tan, chỉ còn lại xương khô. Trong hốc mắt bộ xương có hai đống lửa đang tắt dần. Trước mặt bộ xương chính là Tịch Diệt đạo quân bị xé thành nhiều mảnh, Tịch Diệt đạo quả cũng nát vụn. "Ta không thể cùng các ngươi đi tiếp, thật đáng tiếc à. Chưa được thấy Giang môn chủ chế tạo cấm khu mới che chở chúng ta." Xương dân lộp độp bị sóng Tịch Diệt kiếp thời đại cự linh hoàn toàn phá hủy. Vọng Đế đạo tôn là đạo quân thời đại cự linh, đạo quả không thể ký thác vào Tiên Thiên Linh Bảo. Đám đạo tôn của thiên môn như Thiên Hy Thánh Nhân, Viên Thái Lão Nhân, Thanh Hư Đạo Nhân, Vân Dương khóc ròng: "Vọng Đế đạo tôn đã ra đi rồi." 16 đạo quân chuyển thế của thiên môn đã mất một vị, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Bọn họ vốn định cùng nhau chế tạo vô nhân cấm khu trong thời đại tiên đạo, bây giờ thiếu mất một đạo hữu. Bên trên Nguyên Thủy Đại La Thiên, Tiên Thiên Linh Bảo của Vọng Đế đạo tôn biến thành linh quang, không vào Đại La Thiên ngay, mà chợt lóe hóa thành đạo thân của Giang Nam, bay vào Nguyên Mẫu đạo điện. Giang Nam đạo thân nói: "Thiên Phi, đã đến lúc rồi, giờ tới lượt nàng ra tay." Thiên Phi đạo tôn đứng dậy gật đầu nói: "Được, đến lượt ta ra tay." Nguyên Mẫu Thiên Tôn lấy một pháp bảo ra là một chiếc thuyền vàng nói: "Với thực lực của ngươi, muốn phá hủy Thần Mẫu còn thiếu một chút rồi. Chiếc nguyên giới kim thuyền này là ta luyện chế ra, ngươi điều khiển thuyền lao vào đại trận Thần Mẫu đạo quân phá hủy Thần Mẫu đi." Giang Nam nhìn Thiên Phi nói: "Phu nhân, khi Thiên Phi phá đại trận sẽ có người đến cướp Thần Mẫu, đánh lén Thiên Phi để chiếm thần khí tạo hóa này. Thiên Tôn không thể tự mình ra tay, thế nhưng có thể nhờ vào người dưới tay mình dùng ám chiếu. Người đến không tốt lành gì, đành nhờ phu nhân vậy." Nguyên Thủy Đại La Thiên chấn động, biến thành một bảo kiếm rơi vào tay Thiên Vi. Tiên Thiên Lô Bồng bay ra bao hắn lại: "Phu nhân, hãy ẩn thân trong nguyên giới kim thuyền này, thấy có người lao đến thì hãy sử dụng Nguyên Thủy Đại La bảo kiếm ngay. Những chuyện khác phu nhân đừng quan tâm." Tim của Thiên Vi đập nhanh, leo lên nguyên giới kim thuyền. Thiên Phi đạo tôn điều khiển thuyền vàng biến thành luồng sáng, bay ra khỏi Nguyên Mẫu đạo điện, thẳng hướng chiến trường Vân Liên Tiên Triều. Nguyên Mẫu Tiên Tôn nhìn Giang Nam nhíu mày nói: "Nếu như thuộc hạ của Thanh Liên Tiên Tôn, Vô Cực Tiên Tôn tham gia cuộc chiến này thì thế lực bên ngươi sẽ bị đánh cho không còn lại gì. Tiên Tôn nhẫn tâm như vậy sao? Để thế lực của mình lịch kiếp như vậy hay sao?" Giang Nam lắc đầu nói: "Bản thân hạo kiếp này là sóng lớn xô bờ, dành một phần cơ hội sống cho mình bên trong kiếp nạn. Không chỉ bọn họ phải dành, mà ngươi cùng ta cũng vậy. Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân, Vô Cực, Đạo Không hay Tịch Diệt cũng đều phải tranh giành. Khó có thể nói ai sống sót cười đến cuối cùng được." Nguyên Mẫu Thiên Tôn nhìn thẳng mắt Giang Nam, như muốn xuyên thấu qua con ngươi hắn, xem hiểu suy nghĩ thật lòng của hắn. "Ngươi thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Để người thân bằng hữu của mình lịch kiếp hay sao? Dù cho bọn họ có bị kiếp giết cũng không ra tay hay sao?" Chốc lát sau, Nguyên Mẫu Thiên Tôn đành bỏ cuộc. Con mắt Giang Nam không có chút tình cảm dao động, không thể nhìn ra suy nghĩ trong đầu hắn. "Tịch Diệt đạo nhân cũng phải tranh sao?" "Đúng vậy, Tịch Diệt cũng phải tranh. Tranh thủ khiến cho Tịch Diệt kiếp tiên đạo đến sớm, tranh thủ thu nhỏ uy lực kiếp số trước khi Tịch Diệt kiếp cuối cùng đến." Giang Nam gật đầu nói: "Nếu như Tịch Diệt kiếp cuối cùng quá mãnh liệt thì Tịch Diệt sẽ bị đại đạo Tịch Diệt đồng hóa, nên mới ham thích khiến thế lực dưới tay chúng ta công kích hắn.
càng nhiều người tử thương thì kiếp số đến càng nhanh, uy lực kiếp số cũng nhỏ dần. Tịch Diệt cần khống chế uy lực kiếp số trong phạm vi hắn chịu đựng được, để kiếp số không uy hiếp đến mạng sống của bản thân hắn. Giang Nam cùng Nguyên Mẫu Thiên Tôn ngồi trong đạo điện nhìn chiến trường Vân Liên Tiên Triều. Nguyên Mẫu Thiên Tôn khẽ thở dài. Vì cướp cơ thể thần mẫu đạo quân, e rằng các thiên tôn khác sẽ không ngồi yên đâu. Lúc này, trong hai vũ trụ thời đại tiên đạo, vũ trụ ma giới cũng tiến ra chiến đấu quy mô khổng lồ. Đó là Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ, Phục Xá giáo chủ dẫn theo đạo quân, thiên quân dưới tay Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân quyết đấu cùng Đạo Tạng đạo quân. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ là cường giả thần toán, dùng trò lừa tụ tập hơn 100 đạo quân đạo tôn vây công Đạo Tạng đạo quân, rồi lại nhường, khiến một phần Tịch Diệt đạo quân mang theo cơ thể thần mẫu đạo quân chạy ra khỏi vòng vây trốn đến vũ trụ tiên giới, công kích Vân Liên Tiên Triều. Làm như vậy, một là chia sẻ áp lực, khiến thương vong phe mình không quá thảm. Thứ hai là kéo Vân Liên Tiên Triều xuống nước, suy yếu sức chiến đấu của Vân Liên Tiên Triều. Lúc này đây, Đạo Tàng đạo quân thống lĩnh đại quân, người chăn nuôi và Tịch Diệt cự thú bị đánh tan tác, bị các đạo quân bao vây tiêu trừ. Chỉ có Đạo Tàng đạo quân dẫn theo một đội quân chạy thoát được. Dưới tay Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ, Phục Xá giáo chủ cũng tử thương rất nhiều. Vài đạo quân đạo tôn chết đi, thế nhưng thực lực tổng thể vẫn còn. Ngoài ra, có một thế lực khác là La Hầu La Ma Đế, Trung Thiên, Linh Nữ dẫn phe đạo quân điện. Không đông người, thế nhưng toàn là thiên quân, đạo tôn, cũng thừa dịp nhổ cánh chim của Tịch Diệt đạo nhân, nuốt cương vực vũ trụ ma giới. Vũ trụ ma giới đã bị đại chiến kéo dài trăm vạn năm phá hủy một nửa, còn lại các cương vực rất rộng lớn. Cường giả đạo quân điện nhập thế cần có chỗ đặt chân. Tiên giới bị Giang Nam, Nguyên Mẫu Thiên Tôn, Thanh Liên Tiên Tôn, Đế Lân chiếm cứ, nên vũ trụ ma giới phải rơi vào tay đạo quân điện mới có căn cơ đối kháng cùng bọn họ. Lần này ba phái hệ đối phó vây cánh Tịch Diệt đạo nhân, xuất động hơn 200 đạo quân. Đám người Đạo Tạng đạo quân không chống lại nổi, thua là chuyện đương nhiên. Đạo Tạng đạo quân giỏi thần toán nên đã trốn thoát, còn những người khác chưa chắc đã chạy khỏi. Trọng Hòa đạo hữu, vây cánh của Tịch Diệt đạo nhân sắp bị trừ khử sạch, thần mẫu cũng sắp bị phá rồi. Tại ma giới, trong đại điện đạo quân quả vị, Vô Cực Thiên Tôn lấy Vô Cực đạo trắc ra nói: "Thần mẫu không thể rơi vào tay người khác được, nếu không đạo quân điện rất khó thắng, ta không tiện ra tay, tránh cho bị người bắt bẽ. Mấy tên xấu xa kia cười chê ta. Người Trọng Hòa đạo hữu, hãy mang theo đạo trắc của ta đi, sử dụng nó cướp lấy thần mẫu. Miễn có thần mẫu trong tay thì chúng ta sẽ chiến thắng thôi." Trọng Hòa đạo tôn không người vâng dạ. "Nếu các thiên tôn khác cũng phái cường giả pháp bảo thiên tôn ra, ta e rằng ta không ngăn nổi." Vô Cực Thiên Tôn cười nói: "Người cứ sử dụng đạo trắc này, không cần lo những chuyện khác." Trọng Hòa đạo tôn nghe vậy lòng mới động, hắn cũng yên bụng. Lúc này Hồng Mông Thanh Liên bỗng bay ra khỏi hành cung của Thanh Liên Tiên Tôn, lao hướng chiến trường ma giới. Không lâu sau, Hồng Mông Thanh Liên bay vào đại trướng trung quân. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ, Phục Xá giáo chủ vội khom người. Một Thanh Liên Tiên Tôn đạo thân hiện ra trong Hồng Mông Thanh Liên. Thanh Liên Tiên Tôn đạo thân nói: "Tịch Diệt đạo nhân sắp thua thảm, thần mẫu sẽ đổi chủ. Phục Xá, người hãy mang theo Hồng Mông Thanh Liên đi Vân Liên Tiên Triều, ẩn núp chuẩn bị cướp thần mẫu về đây." Phục Xá giáo chủ khom người vâng dạ. Thanh Liên Tiên Tôn đạo thân cười nói: "Các thiên tôn khác cũng sẽ ra tay để giành cơ thể thần mẫu đạo quân, người không được ỷ." Thanh Liên Tiên Tôn đạo thân lại nhìn Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ, lấy một đóa khánh vân ra nói: "Đinh Linh, đây là khánh vân của sư tôn, người cũng đi qua đó phối hợp tác chiến đi." Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ vâng dạ nhận khánh vân. Phục Xá giáo chủ, Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ mang theo Hồng Mông Thanh Liên xuất phát đi tiên giới ngay. Lúc này bên trong đạo quân điện, Giang Nam đạo thân đột nhiên cười nói: "Nguyên mẫu cũng chuẩn bị hành động đi thôi." Nguyên mẫu thiên tôn nhíu mày nói: "Đạo thân của ngươi ở đây, nếu chân thân không ra, chỉ dựa vào ta sợ là không địch nổi thiên tôn khác đâu. Chân thân của ngươi ở đâu rồi?" Giang Nam đạo thân cười nói: "Đương nhiên là ở chỗ ta nên ở rồi." Nguyên mẫu thiên tôn lòng mấy động nhìn xung quanh. Tiên giới ma giới đập vào mắt Nguyên mẫu thiên tôn,
các tầng hư không hiện rõ rành rành, nhưng nàng không nhìn ra Giang Nam ở đâu cả. Trong đại trận thần mẫu đạo quân, chiến đấu càng lúc càng dữ dội. Đạo quân đánh với đạo quân, đạo tôn đấu với đạo tôn rất dữ dằn. Trong đại trận thần mẫu đạo quân, Giang Tuyết Tình quyết đấu với Thiên Dụ đạo tôn, Vạn Vật đạo tổ quyết đấu với Thái La đạo quân đã đến giây phút cực kỳ mấu chốt. Thái La đạo quân điều động lực lượng thần mẫu đạo quân quyết đấu với Vạn Vật đạo tổ. Nguyên dục thái cực đồ và cơ thể thần mẫu đạo quân va chạm, đại trận bị chấn động không ngừng tan vỡ. Bên trong thiên môn, Giang Tuyết Tình và Thiên Dụ đạo tôn đánh nhau kinh thiên động địa. Đột nhiên, một luồng sáng vàng từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ xông vào đại trận thần mẫu đạo quân. Nơi ánh sáng vàng xẹt qua, đại trận tan vỡ sụp đổ. Đại trận thần mẫu đạo quân vốn khó có thể chống đỡ, gần như không thể tiếp tục chống đỡ được nữa. Ánh sáng vàng đánh một cái, đại trận liền vỡ ra ngay. Ánh sáng vàng hiện hình là một chiếc thuyền vàng vô cùng hoa lệ, nặng nề, thế nhưng nhanh kinh người. Thiên Phi đạo tôn dốc sức khống chế thuyền vàng, đụng nát đại trận thần mẫu đạo quân. Vô số xúc tu ập đến muốn ngăn thuyền vàng lại. Bùm 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 bùm. Từng xúc tu màu đen chưa đến gần thân thuyền đã bị chấn vỡ nát. Xúc tu như rồng đen bị chặt đầu bay đầy trời, máu đen phun tung tóe. Nguyên giới kim thuyền theo gió vượt sóng chấn vỡ các xúc tu, đụng mạnh vào bản thể thần mẫu đạo quân. Đại trận nứt vỡ, các đạo quân đạo tôn đang đánh nhau trong đại trận bị thuyền vàng dậy sóng bay trừ ra ngoài, rớt ra bốn phương tám hướng. Sắp đến lúc hành động rồi. Trọng Hòa đạo tôn của đạo quân điện hiện ra trong không trung, sử dụng vô cực đạo trác. Vô cực đạo trác bao trùm cơ thể thần mẫu đạo quân. Đạo trác càng lúc càng lớn, lỗ đen hiện ra trong trác hút lấy cơ thể thần mẫu đạo quân vào vô cực đạo trác. Nhưng tốc độ nguyên giới kim thuyền nhanh hơn, muốn đụng nát cơ thể thần mẫu đạo quân trước khi bị vô cực đạo trác cướp đi. Trọng Hòa đạo tôn quát lên: Trung Thiên, hãy chặn thuyền vàng lại. Trung Thiên hiện giờ cũng là đạo tôn, lập tức sử dụng thân thể bất không. Thân thể bất không chứng to lên, biến thành người khổng lồ, hỗn độn, đỉnh thiên lập địa, đầu thò vào trời sao, chắn ngang trước nguyên giới kim thuyền. Trung Thiên điều động đại đạo bất không gầm lên, hai tay đẩy hướng thuyền vàng. Duy ta bất không. Ở phương xa, Phục Xá giáo chủ lấy hồng mông thanh liên ra quét đằng trước. Hàng ngàn tụy khí, từng đợt hồng mông linh quang lao hướng nguyên giới kim thuyền và vô cực đạo trác. Đinh Linh đạo mẫu, hãy đi lấy cơ thể thần mẫu đạo quân đi. Đinh Linh đạo mẫu giáo chủ vận chuyển khánh vân, đoá khánh vân cuồn cuộn lao hướng cơ thể thần mẫu đạo quân. Các đạo tôn ra tay mới thúc đẩy pháp bảo của mình, chợt cảm nhận lực lượng không thể chống cự bộc phát trong pháp bảo. Không phải bọn họ thúc đẩy uy lực pháp bảo, mà là chủ nhân các pháp bảo dốc sức vận chuyển báu vật của mình. Thân thể bất không bùng nổ đầu tiên, khí thế duy ta bất không chấn áp thiên địa. Kiếp trước của đạo không đạo nhân, bất không đạo nhân tuy là đạo tôn, tuy nhưng tu luyện thân thể rất kinh người. Cộng với duy ta bất không là thần thông tín niệm vô địch, có sức phòng ngự khủng bố, có thể ngăn nguyên giới kim thuyền lại trong giây lát. Lúc này, một luồng kiếm quang như thất luyện bắn ra từ nguyên giới kim thuyền, chém ngang thân thể bất không thành hai nửa. Trung Thiên rên rỉ, chán nứt ra một cái khe. Gã có một phần pháp lực dung nhập vào trong thân thể bất không. Thân thể bất không bị chém, kiếm khí dọc theo pháp lực ập đến suýt chết Trung Thiên. Trung Thiên vội cắt cảm ứng pháp lực, tìm đường sống trong chỗ chết. Là Thiên Tôn ra tay, quá dữ dội rồi. Hồng mông thanh liên cuốn thuyền vàng, lô bổng bay lên chặn lại hồng mông linh quang. Tốc độ của thuyền không giảm, vẫn đụng vào cơ thể thần mẫu đạo quân. Âm 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 âm. Các báu vật Thiên Tôn va chạm trong không trung, uy lực khủng bố bùng nổ. Thiên Tôn, Nguyên Dục Thái Cực Đồ, Giang Tuyết Tình, Vạn Vật Đạo Tổ, Thái La Đạo Quân, Thiên Dụ Đạo Tôn bị hất văng ra. Nguyên Mẫu Thiên Tôn dốc sức vận chuyển nguyên giới kim thuyền. Thanh Liên Thiên Tôn cũng thúc giục hồng mông thanh liên của mình. Đế Lân từ xa điều khiển khánh vân, vô cực Thiên Tôn khống chế vô cực đạo trác. Chỉ có đạo không Thiên Tôn bởi vì thân thể bất không bị chém thành hai nửa nên rảnh rỗi. Trong đại điện đạo quân quả vị, các đạo quân đạo tôn đứng đầy. Đạo không Thiên Tôn bật dậy, sát khí đằng đằng. Ta phải đi giết Thanh Liên Thiên Tôn. Đạo không Thiên Tôn nói với vô cực Thiên Tôn: Thanh Liên, Đế Lân đấu pháp với các ngươi khó mà phân tâm được, giờ là thời cơ tốt nhất để giết bọn họ.
Đạo Không Thiên Tôn chưa dứt lời, đại điện đạo quân quả vị đột nhiên vỡ thành mấy mảnh. Các đạo quân đạo tôn bị chấn bay đi bốn phương tám hướng, không đứng vững được. Trong hỗn loạn, có bóng người hung hăng lao tới, hai tay ấn vào lưng Đạo Không Thiên Tôn. Đạo Không Thiên Tôn rên rỉ hộc máu, tay gãy, cơ thể nứt ra. Bóng người kia một kích đắc thủ thành công, hắn tạt ngang qua công kích Vô Cực Thiên Tôn, đụng cho gã bay xéo lên, giơ trưởng đập mạnh vào người của Vô Cực Thiên Tôn. Một trưởng giáng xuống, biến thành Nguyên Thủy Đại La Thiên, đánh nát Vô Cực Thiên Tôn thành mấy linh quang. Đạo Không Thiên Tôn thấy vậy, vừa kinh vừa giận, cố nén một hơi mà lao lên. Bóng người kia lắc lư trái phải, nghiêng bên trái thì công kích Đạo Không Thiên Tôn, nghiêng bên phải thì đánh với Vô Cực Thiên Tôn, đến đi như điện, như có vô số cánh tay vậy. Vô Cực Thiên Tôn tức giận quát lớn: "Nguyên Thủy Thiên Tôn!" Linh quang lại tụ tập biến thành cơ thể, rồi Vô Cực Thiên Tôn lại tiếp tục bị đánh nát. Vô Cực Thiên Tôn bị đánh nát mấy lần, thực lực giảm mạnh. Vô Cực Thiên Tôn dốc sức triệu hồi Vô Cực Đạo Trác bảo vệ thân thể. Bóng người di chuyển nhanh liên tục, đánh nát người Vô Cực Thiên Tôn 3 lần chính là Giang Nam. Đạo thân của Giang Nam tọa chấn trong Nguyên Mẫu Đạo Điện làm ngụy trang. Thiên Tôn khác thấy đạo thân của hắn ở trong đạo điện hợp tác với Nguyên Mẫu Thiên Tôn thì sẽ thả lỏng cảnh giác. Chân thân Giang Nam lao hướng đại điện đạo quân quả vị, đánh lén Vô Cực Thiên Tôn cùng Đạo Không Thiên Tôn. Vô Cực Thiên Tôn không có Vô Cực Đạo Trác ở bên cạnh, thực lực là yếu nhất. Đạo Không Thiên Tôn là tồn tại lấy thân chứng đạo rất mạnh. Vì vậy, người đầu tiên Giang Nam công kích là Đạo Không Thiên Tôn, đánh gã tàn phế trước mới có cơ hội đánh chết Vô Cực Thiên Tôn được. Đánh tàn phế Đạo Không Thiên Tôn chỉ để suy yếu vài phần sức mạnh của gã, không thể để gã phát huy hết sức chiến đấu ra. Giang Nam nhờ đó có sung túc thực lực giết Vô Cực Thiên Tôn. Đạo Không Thiên Tôn dù gì cũng là tồn tại lấy thân chứng đạo, năng lực phục hồi rất kinh người. Mặc dù Đạo Không Thiên Tôn bị tấn công bất ngờ, làm tổn thương nặng, thế nhưng thực lực nhanh chóng phục hồi lại. Giang Nam cùng tấn công hai người, Đạo Không Thiên Tôn mới chữa lành một phần lại bị đánh cho thương nặng. Giang Nam không lấy thân chứng đạo, thế nhưng cơ thể hắn mạnh mẽ, pháp lực cường đại, thần thông mạnh, không thua Đạo Không Thiên Tôn chút nào. 4.800 thiên quân, đạo quân bị thương trước, hai bên đánh nhau, gã không chiếm được chút ưu thế nào. Cơ thể Vô Cực Thiên Tôn lại bị Giang Nam đánh nổ, vô số linh quang bay ra. Đám người Luân Hồi Đạo Tôn, Nữ Sửu Đạo Tôn lấy lại tinh thần, vừa kinh vừa giận, lao lên trước cứu người. Vô Cực Thiên Tôn giống lớn: "Không được tiến lên, nhân quả bất diệt, ta bất diệt, hắn không thể giết ta được." Nếu đám người Luân Hồi Đạo Tôn, Nữ Sửu Đạo Tôn lao lên công kích Giang Nam thì sẽ hỏng chuyện. Những người này không ngăn Giang Nam nổi, ngược lại tử thương nặng nề. Dù sao Giang Nam là thiên tôn lâu năm, là một vị cường giả, tranh đấu với các thiên tôn khác nhiều năm mà vẫn bản cứ trên Đại La Thiên, thiên cao nhất. Vù 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 vù. Vô Cực Đạo Trác xé gió lao nhanh tới, Vô Cực Thiên Tôn nguy hiểm trùng trùng. Các linh quang phát ra từ người Giang Nam kéo đại đạo nhân quả luyện thành linh quang ra khỏi người Vô Cực Thiên Tôn, luyện hóa gã, khiến gã càng lúc càng yếu ớt. Xung quanh Vô Cực Thiên Tôn toàn là linh quang của Giang Nam biến thành Nguyên Thủy Đại La Thiên, định chấn áp gã trong Đại La Thiên luyện hóa gã. Nguyên Thủy Đại La Thiên này khác với cái Thiên Vi mang đi, Nguyên Thủy Đại La Thiên kia trải qua Giang Nam rèn rũa mười mấy ức năm đã luyện thành Tiên Thiên Chí Bảo. Đại La Thiên đang hình thành này không có uy lực lớn như thế. Thế nhưng thực lực của Vô Cực Thiên Tôn không bằng trước kia, nếu bị kéo vào Đại La Thiên sẽ rất nguy hiểm. Đại đạo bất diệt, ta bất diệt là ngăn cách giữa Thiên Tôn với Đạo Tôn. Chỉ khi tu luyện đến mức đại đạo bất diệt, ta bất diệt mới có thể xưng là Thiên Tôn. Đại đạo còn thì ta trường sinh bất tử. Năm xưa Đế và Tôn Bất Không liên minh chu sát Tịch Diệt Đạo Nhân, đánh nát đạo quả của gã, nhưng Tịch Diệt Đạo Nhân vẫn bất tử. Đó là vì đại đạo bất diệt, ta bất diệt, đại đạo tịch diệt còn thì ta bất tử. Nói đại đạo, đây là đại đạo trong thiên địa, không phải đại đạo trong cơ thể Thiên Tôn. Vô Cực Thiên Tôn có điểm đáng để kiêu ngạo, nhân quả bất diệt thì gã bất diệt. Nếu như Giang Nam tạo nghệ đại đạo nhân quả hơn Vô Cực Thiên Tôn một bậc, đánh tan rã tu vi của gã, đánh rơi gã khỏi cảnh giới Thiên Tôn rồi chu sát gã cũng không khó khăn gì. Đổi lại, Thanh Liên Thiên Tôn, Đế Lân muốn trừ khử Vô Cực Thiên Tôn là rất khó khăn, nhưng với Giang Nam thì dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện tại, Giang Nam luyện hóa linh quang quanh thân Vô Cực Thiên Tôn là bước đầu tiên.
chấn áp gã trong Đại La Thiên là bước thứ hai. Vô Cực Thiên Tôn bị chấn áp thì không còn đường lật lại bàn cờ. Lúc này Đạo Không Thiên Tôn giống lớn, dốc sức bùng nổ, bốn cánh tay bay múa. Đạo Không Thiên Tôn liều mạng, bị thương nặng, quyết cứu Vô Cực Thiên Tôn cho bằng được, không để gã rơi vào nguyên thủy Đại La Thiên. Vù 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 vù, Vô Cực Đạo Trác chấn động bay đến. Đạo Trác to lớn bao phủ năm tháng tiền sử vô tận, chụp xuống Giang Nam. Giang Nam cười lớn dùng mình, Vô Cực Thiên Tôn lại bị chấn vỡ. Vô Cực Đạo Trác chụp xuống thì Giang Nam đã bay đi xa biến mất. Mắt Đạo Không Thiên Tôn bắn ra linh quang, gã hít sâu, mấy giây sau phục hồi trạng thái đỉnh cao, bay đi truy sát. Mới vừa rồi Đạo Không Thiên Tôn mất tiên cơ, bị Giang Nam đè đầu mà đánh, không kịp chữa lành vết thương. Bây giờ Giang Nam bỏ chạy, Đạo Không Thiên Tôn lại dồi dào sức sống, có lại sức chiến đấu đỉnh cao, đủ đấu với hắn một trận. Linh quang tụ tập, Vô Cực Thiên Tôn miễn cưỡng phục hồi thân thể, liên tục kho ra linh quang. Máu biến thành các đốm linh quang bay mất. Vô Cực Đạo Trác treo cao trên đầu, bảo vệ cơ thể Vô Cực Thiên Tôn. Vô Cực Thiên Tôn quát lớn: "Đạo Không đạo hữu, hãy qua lại đây thôi." Đạo Không Thiên Tôn khựng người, ngoái đầu, khó hiểu mà nhìn Vô Cực Thiên Tôn. Vô Cực Thiên Tôn hộc máu liên tục, hơi thở suy yếu nói: "Ta kém một chiêu, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tập kích tổn hại nặng. Nếu đạo hữu mà đi, Tịch Diệt đạo nhân đến đây đánh lén thì ta sẽ chết, không có chỗ chôn đâu." Đạo Không Thiên Tôn chưa kịp nói gì, chợt nghe thanh âm tràn ngập dục vọng, sóng Tịch Diệt Kiếp cười to nói: "Ồ, Vô Cực đạo hữu thật thông minh danh ma, biết đề phòng ta. Không uổng là điện chủ có quyền thế nhất đạo quân điện này." Đạo Không Thiên Tôn lắc người, đứng che trước mặt Vô Cực Thiên Tôn, biểu tình trầm trọng. Đạo Không Thiên Tôn trầm giọng nói: "Tịch Diệt đạo nhân." Các đạo quân đạo tôn dương mắt nhìn, không gian quanh bọn họ ức vạn dặm đột nhiên dâng lên Tịch Diệt Kiếp, biến thành các Tịch Diệt ma nhãn siêu khủng bố. Các loại Tịch Diệt kiếp quang sao động trong con mắt, kiếp lôi ầm ầm, kiếp âm chấn động, kiếp vũ hóa thành biển to ngập trời. Tịch Diệt đạo nhân bước ra khỏi Tịch Diệt ma nhãn, hắn cười nói: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, tổn hại nặng Vô Cực đạo hữu, đây là cơ hội trừ khử ngươi." Thực lực Tịch Diệt đạo nhân càng kinh khủng hơn trước. Đạo quân đạo tôn đối diện với gã cảm thấy thật tuyệt vọng. Đạo Không Thiên Tôn nhíu mày thầm nghĩ: "Vô Cực đạo huynh, vết thương của ngươi..." "Tu vi của ta đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh mất 3 phần, có 2 phần bị hắn nuốt vào, làm ta suýt rơi xuống cảnh giới đạo tôn. Ta bị thương khá nặng, Nguyên Thủy đại đạo không ngừng công kích trong người ta, muốn luyện hóa nó và phục hồi trạng thái đỉnh cao thì sẽ phải mất mấy chục vạn năm." Mới vừa rồi đạo trác của Vô Cực Thiên Tôn không ở cạnh hắn, đám người Luân Hồi đạo tôn, Cửu Tư đạo tôn công kích sẽ bị Giang Nam giết ngay. Nay Vô Cực đạo trác đã quay trở lại với uy lực khủng bố bao trùm, miễn Tịch Diệt đạo nhân rơi vào phạm vi bao phủ là không làm gì bọn họ được. Tịch Diệt đạo nhân lấy Tịch Diệt ma chống ra: "Các vị đạo hữu, ta muốn xem thử xem các người sẽ chống chọi được bao lâu đấy." Tịch Diệt đạo nhân lạnh lùng cười nói: "Ta không tin không tiêu diệt được các ngươi." Lúc này Giang Nam cũng lao nhanh. Trong hành cung Thanh Liên Tiên Tôn, mắt Thanh Liên Tiên Tôn lóe tia sáng, dốc sức vận chuyển Hồng Mông Thanh Liên cướp cơ thể thần mẫu đạo quân. Mắt thấy Giang Nam sắp đến hành cung, đột nhiên hư không dao động, một gốc thế giới thụ bén rễ nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng, rậm rạp tùm bên trong hư không. "Thiên Tôn, hãy dừng bước lại." Đế Lân đứng trên ngọn cây, người phập phồng lên xuống. Đế Lân lên tiếng chào: "Thiên Tôn đến đây, chẳng lẽ định ám toán Thiên Liên đạo huynh hay sao?" Giang Nam đứng lại, nguyên thủy chi khí mênh mông ở trong mắt. Giang Nam cười to nói: "Ta mới đánh bị thương nặng Vô Cực Thiên Tôn, nên đương nhiên nương thế mà xông lên thôi. Đánh trọng thương hoặc giết Thanh Liên đạo huynh, chưa chắc bệ hạ ngăn ta lại được, cần gì làm điều thừa như vậy." Thanh âm ồm ồm đánh thức Thanh Liên Tiên Tôn trong hành cung. Thanh Liên Tiên Tôn nhíu mày, vội triệu hồi Hồng Mông Thanh Liên về. Lúc này trong chiến trường đại trận thần mẫu đạo quân, Phục Xá giáo chủ đang vận chuyển Hồng Mông Thanh Liên thu cơ thể thần mẫu đạo quân. Đột nhiên Hồng Mông Thanh Liên không nghe theo điều khiển, ầm ầm chấn động, đánh nát cơ thể thần mẫu đạo quân, xé gió bay đi. Phục Xá giáo chủ dậm chân thầm than đáng tiếc.
Vô cực thiên tôn lấy đi vô cực đạo trác, thân thể kiếp trước của đạo không thiên tôn bị chém, chỉ còn thiên phi đạo tôn điều khiển nguyên giới kim thuyền. Thiên phi khống chế nguyên thủy đại la bảo kiếm và tiên thiên lô bồng. Khi Giang Nam công kích vô cực thiên tôn, thì nguyên thủy đại la bảo kiếm, tiên thiên lô bồng giảm bớt uy lực. Bên phục xá giáo chủ có đinh linh đạo mẫu giáo chủ trợ trận, khống chế khánh vân của đế lân, thế cục rất tốt. Mấy hiệp sau, nguyên giới kim thuyền của thiên phi đạo tôn bị chấn áp. Phục xá giáo chủ sắp thu cơ thể thần mẫu đạo quân vào hồng mông thanh liên. Ai ngờ vào phút quan trọng, thanh liên tiên tôn đánh nát cơ thể thần mẫu đạo quân, lấy hồng mông thanh liên đi. Phục xá giáo chủ không biết rằng thanh liên tiên tôn nghe giọng Giang Nam, lòng biết không ổn, e sợ đế lân không ngăn cản được hắn, nên thanh liên tiên tôn triệu hồi hồng mông thanh liên về để chấn áp Giang Nam. Thanh liên tiên tôn không có được cơ thể thần mẫu đạo quân, cũng sẽ không để nó rơi vào tay của Giang Nam, nên gã dốc hết lực lượng hồng mông thanh liên chấn vỡ cơ thể thần mẫu đạo quân. Phục xá giáo chủ thầm thở dài, nói với đinh linh đạo mẫu giáo chủ: thu khánh vân về đi, bây giờ thần mẫu đã nát rồi, không cần đánh nữa đâu. Đinh linh đạo mẫu giáo chủ thu khánh vân về cùng phục xá giáo chủ rời đi. Cũng trong lúc này, bên dưới thế giới thụ, đế lân nhíu mày lắc đầu nói: thiên tôn, ai cao ai thấp phải so tài mới biết được. Nhưng ta lấy thần chứng đạo, nguyên thần tại đây. Nguyên thủy đại la bảo kiếm, tiên thiên lô bồng của thiên tôn lại không ở đây. Muốn thắng ta rất khó khăn. Cho dù thiên tôn giết được thiên tôn bên trong hành cung, cũng không làm hại mạng sống của hắn được đâu. Tối đa là tổn hại nặng đạo quá. Nguyên thần của thiên tôn là hồng mông thanh liên, bản thể cũng là hồng mông thanh liên, pháp báo cũng là hồng mông thanh liên. Nguyên thần của thanh liên tiên tôn và đế lân khác với mọi người bình thường, cực kỳ cường đại, không cần dùng đạo quả bảo vệ. Bây giờ hai người đã chứng đạo nguyên thủy, đạo quả giấu trong cơ thể, nguyên thần bay ra ngoài tấn công người. Dù Giang Nam giết thanh liên tiên tôn trong hành cung thì chỉ hủy đạo quả của gã, chém nguyên thần mới hoàn toàn giết tồn tại như thế được. Tuy nhiên, đạo quả bị chém cũng là đả kích lớn với thanh liên tiên tôn, sẽ làm cho gã giảm mạnh thực lực. Giang Nam cười phá lên, chắp tay nói: ồ, nếu bệ hạ đã ngăn cản thì ta phải nể mặt rồi. Bây giờ thần mẫu đã bị hồng mông thanh niên đánh nát đi, mục đích của ta đã hoàn thành. Bệ hạ, tịch diệt đạo nhân đang tranh chấp với đạo không vô cực, ta định đi tập sát tịch diệt đạo nhân, bệ hạ có hứng thú không? Đế lân hơi động tâm, hồng mông thanh liên bay về. Giang Nam chạy thật xa, không cho đế lân có cơ hội cùng thanh liên tiên tôn vây công mình. Thanh liên tiên tôn sát khí đằng đằng lao ra khỏi hành cung, thoáng nhìn Giang Nam chạy ra xa. Thanh liên tiên tôn cười nói: coi như ngươi chạy nhanh, nếu không ta quyết giữ chân ngươi tại đây. Đế lân nói: đạo huynh, nguyên thủy thiên tôn đề nghị đi giết tịch diệt đạo nhân. Bây giờ tịch diệt đạo nhân tranh đấu với đạo không vô cực là cơ hội tốt tiêu diệt hết một mẹ, hay là nhân cơ hội này... Thanh liên tiên tôn từ chối nói: phải tiêu diệt tịch diệt đạo nhân, nhưng ta thấy nguyên thủy tiên tôn không tốt lành gì, chưa chắc thật lòng giúp chấn áp trừ khử tịch diệt đạo nhân đâu. Không chừng nguyên thủy thiên tôn định mượn tay tịch diệt đạo nhân làm chúng ta bị thương nặng, rồi hắn sẽ tiêu diệt cả đám, chúng ta phải đề phòng. Đế lân do dự hỏi: vậy ý của đạo huynh là... Thanh liên tiên tôn cười nói: tồn tại trên thế giới này lấy đạo chứng đạo, do đó đến tận cùng đại đạo khác với chúng ta. Chúng ta không lấy đạo chứng đạo, mà là bảo chứng, thân chứng, thần chứng. Đạo chứng tốc độ tu luyện chậm chạp, cách chúng ta đến tận cùng đại đạo càng nhanh. Hiện giờ không cần tranh chấp với bọn họ làm gì, chỉ cần kéo dài thời gian, chúng ta có 27 ức năm để tu luyện đến tận cùng đại đạo. Thanh liên tiên tôn nói lấy bảo chứng đạo, thân chứng đạo, thần chứng đạo toàn là cách đến tận cùng đại đạo truyền thừa trong vũ trụ của gã và đế lân. Hai người rất quen thuộc cách này, tuy con đường cụ thể khác nhau, nhưng vài cách này đã được nghiệm chứng khả năng đến được tận cùng đại đạo, khiến bảo vật, nguyên thần, thân thể chạm đến tận cùng đại đạo trước đại đạo, rồi tiến dần từng bước đến mục tiêu. Dù là lấy bảo chứng đạo, lấy thân chứng đạo, thần chứng đạo, có cùng mục đích là khiến đại đạo của mình đến được tận cùng. Đám người tịch diệt, vô cực, nguyên mẫu thiên tôn tiến hướng tận cùng đại đạo rất giống thanh liên tiên tôn tổng kết lấy đạo chứng đạo. Tịch diệt đạo nhân tu hành đại đạo tịch diệt
cần luyện thành tịch diệt kiếp cuối cùng, bao gồm tất cả tịch diệt từ xưa đến nay đến tận cùng đại đạo. Vô cực thiên tôn cần luyện hết thảy thiên địa đại đạo nhân quả để đến được tận cùng đại đạo. Nguyên mẫu thiên tôn thì Thanh Liên thiên tôn không hiểu nhiều về nàng, nhưng chắc thủ đoạn cũng giống nhau. Vô cực thiên tôn muốn hủy diệt thời đại tiên đạo, luyện hết thảy nhân quả chứng đạo. Tịch diệt đạo nhân cần phát động tịch diệt kiếp cuối cùng để chứng đạo, tất cả là biểu hiện chứng đạo. Dùng cách bảo chứng đạo này nọ thì thích hợp hơn, có đường tắt để đi, tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều. Đạo chứng đạo vô cùng gian khổ, cho đến nay không ai thành công. Thanh Liên tiên tôn đới lần cho rằng đó là con đường rất khó khăn. Còn về phần Giang Nam dùng cách gì chứng tận cùng đại đạo thì Thanh Liên tiên tôn không biết được. Thanh Liên tiên tôn chứng kiến hai hệ thống chứng đạo khác nhau từ hai vũ trụ, thế nhưng hoàn toàn không biết cách Giang Nam chứng đạo. Cách của Giang Nam không giống lấy đạo chứng đạo, cũng không phải lấy thần chứng đạo, lấy bảo chứng đạo, khác hẳn hai cách trên. Như thể Giang Nam không cần chứng, như thể hắn đã đến tận cùng đại đạo, như thể đại đạo của hắn đã là tận cùng, chỉ cần đi tiếp thì sẽ đến cuối. Đây chúng chính là điều khiến Thanh Liên tiên tôn thắc mắc rất nhiều. Chúng ta chỉ cần trước các thiên tôn một bước, tu luyện đến tận cùng đại đạo là có thể xoay chuyển càn khôn, tiêu diệt tất cả tồn tại tịch diệt, nguyên thủy, đạo không, nguyên mẫu. Thanh Liên tiên tôn cười nói, khi đó tiên đạo vẫn là tiên đạo, ngươi và ta vẫn là đế và tôn. Đế Lân nhíu mày nói, ta sợ là khi đó thời đại tiên đạo đã tịch diệt, bao nhiêu sinh linh cũng sẽ chết đi. Thanh Liên tiên tôn nghe vậy liền khuyên nhủ, chúng ta đã nghiệm chứng thời đại tiên đạo có thể tránh tịch diệt kiếp được, nên bây giờ thời đại tiên đạo có bị hủy diệt đi cũng không sao cả. Khi đó chúng ta lại sáng tạo ra một vũ trụ, lại diễn biến ra thời đại tiên đạo huy hoàng rực rỡ. Khi đó chúng ta thu hoạch toàn thắng, đệ tử, môn sinh được chúng ta che chở sẽ sống tiếp, có tổn thất gì đâu. Chỉ số ít người sống sót đếm trên đầu ngón tay, thời đại tiên đạo lại có sinh linh nhiều vô số kể. Thanh Liên tiên tôn hờ hững nói, không có chúng ta khai sáng thời đại tiên đạo thì làm gì có bọn họ đây. Chúng ta không thiếu sinh linh nào, là bọn họ nợ chúng ta, nợ thiên địa. Đại kiếp nạn này là để cho bọn họ trả lại cho thiên địa, trả lại cho chúng ta. Đế Lân, dù là phụ thân của ngươi, khi kiếp số đến cũng không thể bảo vệ tất cả, chỉ chọn vài người sống đến thời đại tiếp theo. Nếu ngươi muốn bảo vệ toàn bộ sinh linh, đã định trước ngươi sẽ phải chết đi. Đế Lân buồn bã thở dài. Thanh Liên tiên tôn tiếp tục nói, giờ chỉ còn cách khiến cường giả phe khác chết nhiều trong vô lượng sát kiếp. Có như thế, đệ tử môn sinh của chúng ta mới sống sót càng nhiều. Đế Lân, ngươi nên hiểu đạo lý. Nếu ngươi không xuống tay, thì người ta cũng sẽ xuống tay mà giết ngươi thôi. Lại nói, lúc này, Giang Nam quay về chiến trường tịch diệt đạo nhân, vô cực thiên tôn và đạo không thiên tôn đang đánh nhau. Tịch diệt đạo nhân không thể xâm nhập vô cực đạo trác, nhưng đại đạo tịch diệt diễn biến hình thức ban đầu của tịch diệt kiếp cuối cùng không ngừng xâm thực vô cực đạo trác, tiêu trừ uy lực của pháp bảo này. Vô cực thiên tôn và đạo không thiên tôn gặp nguy hiểm. Giang Nam nhìn một lúc không ra mặt, lòng thầm khâm phục tịch diệt đạo nhân. Tịch diệt đạo nhân không uổng là thiên tôn số một hiện giờ, thực lực quá cường đại, mạnh hơn ta một bậc, hai bậc. Ta luyện hóa hai phần tu vi của vô cực thiên tôn, tịch diệt đạo nhân vẫn vượt qua ta nhiều, như thế thì đúng là lợi hại. Sức chiến đấu của tịch diệt đạo nhân bây giờ, một hai thiên tôn không đấu lại, cần 4-5 thiên tôn hợp sức lại mới chu sát gã nổi. Muốn tịch diệt đạo nhân chết hẳn thì chỉ một mình Giang Nam là làm không được. Thiên tôn khác dù giết Giang Nam cũng không thể phá giải cảnh giới thiên tôn, tịch diệt bất diệt ta bất diệt. Tịch diệt đạo nhân sẽ hồi sinh, chỉ có nguyên thủy đại đạo của Giang Nam luyện đại đạo tịch diệt mới giết tịch diệt đạo nhân chết hẳn được. Tịch diệt đạo nhân đột nhiên nhíu mày. Tịch diệt kiếp cuối cùng dâng lên đầy trời, ầm ầm lắc lư, uy lực tăng vọt. Tịch diệt đạo nhân quát lớn, thu hình thức ban đầu tịch diệt kiếp cuối cùng về, hắn xoay người bỏ đi. Ở dưới vô cực đạo trác, vô cực thiên tôn, đạo không thiên tôn, đám đạo quân đạo tôn thở phào nhìn tịch diệt đạo nhân rời đi. Giang Nam rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ ta ẩn núp gần đây bị tịch diệt đạo nhân phát hiện ra sao? Không, không đúng. Ta ẩn giấu đau quang, chỉ lộ ra hơi thở tịch diệt,
giống y như hơi thở tịch diệt kiếp xung quanh đây. Tịch diệt đạo nhân sẽ không phát hiện ra ta. Vậy vì tại sao tịch diệt đạo nhân lại rời đi như vậy? Đúng rồi, vừa giờ hình thức ban đầu của tịch diệt kiếp cuối cùng chấn động lên một cái. Không lẽ là đại đạo tịch diệt phản phệ suýt khiến cho hình thức ban đầu của tịch diệt kiếp cuối cùng mất khống chế hay sao? Giang Nam bỗng cảm thấy bất an, theo đuôi tịch diệt đạo nhân. Hư không rung lắc bần bật, từng đợt tiên thiên tịch diệt linh quang bay tứ tán rồi dung nhập vào hư không biến mất. Không lâu sau, tiên thiên tịch diệt linh quang xuất hiện ở chỗ khác. Hư không bị ăn mòn rách mướp, đụng một cái là thủng lỗ chỗ ngay. Tiên thiên tịch diệt linh quang biến thành từng đợt tịch diệt kiếp bao phủ các tinh hệ vũ trụ ma giới. Trong những tinh hệ này, vô số sinh linh chớp mắt rơi vào thiên nhân ngũ suy, nhanh chóng già nua, da thịt tan rã. Giang Nam thấy một tòa ma giới hoàng triều bị hơi thở thiên nhân ngũ suy bao phủ. Chớp mắt trong hoàng triều đã không có ai sống. Vô số sinh linh đi, đứng, nằm, ngồi bỗng chốc biến thành xương trắng hiếu. Cảnh tượng này là tịch diệt đạo nhân không thể khống chế đại đạo tịch diệt trong người, khiến đại đạo tán tán thành tình hình khủng bố thế này. Tịch diệt đạo nhân lao nhanh đi, tiên thiên tịch diệt linh quang bay tứ tán quanh thân. Trong người gã phát ra tiếng trống khủng bố, chấn động không ngừng. Nhiều đại đạo tịch diệt bài trừ ra khỏi người tịch diệt đạo nhân, giảm thấp áp lực của mình. Đại đạo tịch diệt không dễ dàng khống chế như vậy. Cái gọi là sinh sinh diệt diệt, tuần hoàn không ngừng. Tịch diệt đạo nhân chỉ nắm giữ diệt, chứ không khống chế sinh. Sớm muộn gì sẽ biến thành tịch diệt. Giang Nam mới nghĩ đến đây, tịch diệt đạo nhân bỗng biến mất trong thiên địa. Sao? Trốn rồi sao? Giang Nam tiến lên điều tra xung quanh chỗ tịch diệt đạo nhân biến mất. Giây lát sau, Giang Nam chỉ một cái, các tầng hư không nứt ra. Hư không chưa làm nhiều tầng hoa văn, lộ ra hố đen thật lớn. Hơi thở tịch diệt đậm đặc cuộn trào bên trong hố đen. Đó là tịch diệt đạo nhân dùng pháp lực của bản thân tạo ra không gian âm mưu khủng bố. Giang Nam cất bước đi vào trong đó, phất lờ hơi thở tịch diệt cuộn trào. Thật lâu sau, Giang Nam đi sâu vào tận cùng lỗ đen, ngước lên nhìn. Tịch diệt đạo nhân ngồi trên đài cao trong hố. Tịch diệt ma trống kêu thùng thùng, oanh kích cơ thể gã, chấn áp đại đạo tịch diệt trong người. Tịch diệt đạo nhân mở mắt ra nhìn Giang Nam, uy nghiêm hủy diệt tất cả, đủ để phá nát đạo tâm của đạo quân. Ồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn! Giang Nam thản nhiên cất bước tiến lên chào. Tịch diệt đạo hữu! Tiếng trống chấn động, chấn áp đại đạo tịch diệt tán loạn trong cơ thể tịch diệt đạo nhân. Tịch diệt đạo nhân thở hắt ra, thản nhiên nói: Thiên Tôn vào chỗ của ta, chẳng lẽ là định chu sát ta sao? Thực lực của ngươi kém hơn ta một bậc, hai bậc. Đi một mình giết ta, chẳng khác nào là tự tìm đường chết thôi. Giang Nam nghe vậy, lắc đầu cười nói: Không không, ta không đến để giết đạo hữu, mà là trợ giúp đạo hữu chấn áp đại đạo tịch diệt kìa. Đạo hữu, đang có 8 sóng kiếp tiền sử ập đến, người khó có thể khống chế đại đạo tịch diệt được. Nếu như 22 sóng kiếp đến tiên giới, thì đạo hữu sẽ bị đại đạo tịch diệt đồng hóa, chết không có chỗ chôn đâu. Có lẽ không cần 22 sóng tịch diệt kiếp đến, chỉ cần sóng kiếp thời đại nguyên diệt tới thôi là đạo hữu đã thành tro bụi. Đạo hữu là Quảng Đô Thiên Tôn của thời đại nguyên diệt, không chết trong tịch diệt kiếp đó, sóng kiếp thời đại nguyên diệt ập đến chính là kiếp số của đạo hữu rồi. Tịch diệt đạo nhân cười phá lên, đứng dậy từ đài cao nhìn xuống Giang Nam. Ngươi làm sao giúp ta đây? Giang Nam mỉm cười nói: Nguyên thủy đại đạo của ta có thể dung hợp đại đạo tịch diệt. Ta để nguyên thủy đại đạo vào người của ngươi, hấp thu đại đạo tịch diệt dư thừa và điều dưỡng giúp ngươi, cho ngươi không đến nỗi mất khống chế. Miễn ngươi không mất khống chế thì tịch diệt kiếp cuối cùng sẽ không bộc phát ra. Sao? Ngươi muốn mượn đại đạo tịch diệt của ta tu luyện nguyên thủy đại đạo, tăng cao tu vi thực lực của ngươi sao? Tịch diệt đạo nhân cười khẩy nói: Ngươi không sợ nối giáo cho giặc hay sao? Thực lực của ta càng lúc càng mạnh, tiêu diệt hết thiên tôn khác rồi làm thịt ngươi, nuốt nguyên thủy đại đạo của ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi không sợ hay sao?